Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin tiếp theo trên kênh Fullu TV, kênh chuyên cập nhật những thông tin về giá cà phê và giá hồ tiêu hàng ngày. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ cho kênh trong thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn ngày mới vui vẻ. Thưa các bạn, giá hồ tiêu sáng nay ngày 20 tháng 7 năm 2024, thị trường xuất khẩu điều chỉnh giảm tiếp tại Indonesia, trong khi đó giá tiêu xô trong nước tiếp đà giảm ở các địa phương trọng điểm. Kết thúc phiên giao dịch ngày 19 tháng 7, cộng đồng hồ tiêu quốc tế điều chỉnh giảm nhẹ với giá tiêu xuất khẩu của Indonesia. Cụ thể, giá tiêu đen xuất khẩu tại quốc gia này giảm thêm 18 USD trên tấn, với mức giảm là 0,25%, số mức giao dịch là 7.191 USD trên tấn. Trong khi đó, giá tiêu trắng xuất khẩu giảm 22 USD trên tấn, với mức giảm là 0,24%, số mức giá là 9.157 USD trên tấn. Tại Brazil, giá tiêu đen xuất khẩu vẫn duy trì ổn định ở mức 7.125 USD trên tấn. Trong khi đó, tại Malaysia, giá tiêu đen và tiêu trắng xuất khẩu đi ngang với mức giá là 7.500 USD trên tấn và 8.800 USD trên tấn. Đối với giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam, loại 500 g trên lít và 550 g trên lít duy trì ổn định ở mức 6.000 USD trên tấn và 6.600 USD trên tấn, trong khi giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam vẫn có mức giá là 8.800 USD trên tấn. Tại thị trường các loại gia vị chính trên sàn khu chiến độ, ghi nhận giá tiêu đen với hai loại mặt hàng là tiêu xô và tiêu trọn tiếp tục giảm nhẹ thêm 2 rupee trên 1 kg. Hiện giá hai loại mặt hàng tiêu xô và tiêu trọn tại quốc gia này đang có mức giá là 655 rupee 1 kg và 657 rupee 1 kg. Như vậy, so với tuần trước, giá tiêu tại quốc gia này đã giảm đi 5 rupee trên 1 kg. Thưa các bạn, kim ngạch xuất khẩu tiêu của Việt Nam trong nửa đầu năm 2024 tăng trưởng ấn tượng. Sau thời gian dài ra khỏi danh sách mặt hàng nông sản tỷ USD, giá tiêu đang dần ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng trong kim ngạch xuất khẩu nửa đầu năm 2024. Số liệu của Hiệp hội Hạt tiêu và Cây gia vị Việt Nam cho thấy, tính đến ngày 15 tháng 7, tổng kim ngạch xuất khẩu hạt tiêu đạt 690,7 triệu USD và nhập khẩu đạt 74,1 triệu USD, chủ yếu nhập khẩu tiêu nguyên liệu. Với kết quả này, toàn ngành xuất siêu 616,6 triệu USD. Thưa quý vị và các bạn, về tình hình giá hồ tiêu trong nước sáng nay khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Nam, giá hồ tiêu tại các địa phương trọng điểm giảm thêm 2.000 đến 3.000 đồng trên 1 kg. Sáng nay, giá hồ tiêu thu mua quanh mức là 145.000 đồng đến 148.000 đồng 1 kg, ghi nhận ở hai địa phương là tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông. Giá hồ tiêu thu mua quanh mức là 147.000 đồng đến 148.000 đồng 1 kg. Tại tỉnh Gia Lai, giá hồ tiêu thu mua quanh mức là 145.000 đồng 1 kg. Trong khi đó, giá tiêu tại Kon Tum cũng ghi nhận ở mức 145.000 đồng 1 kg. Mức giá 145.500 đồng 1 kg ghi nhận tại tỉnh Phú Yên. Trong khi tại tỉnh Lâm Đồng, sáng nay giá hồ tiêu cũng thu mua quanh mức 145.500 đồng 1 kg. Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, giá hồ tiêu thu mua quanh mức 148.000 đồng 1 kg. Trong khi đó, tại tỉnh Bình Phước ghi nhận ở mức là 147.500 đồng 1 kg và tại tỉnh Đồng Nai, mức giá là 147.000 đồng 1 kg. Thưa các bạn, nhận định về thị trường, Phó Chủ tịch Hiệp hội Hồ tiêu Chư Sê tỉnh Gia Lai, ông Hoàng Phước Bính cho biết, hiện giá tiêu trong tình trạng rung lắc, tức là lúc lên lúc xuống, nhưng nhìn chung xu thế sẽ tiếp tục tăng lên. Nguyên nhân chính là nguồn cung hạt tiêu ở Việt Nam hiện đã cạn do sản lượng vụ mùa năm 2023-2024 giảm khá nhiều so với những niên vụ trước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những thông tin mới nhất cập nhật về giá hồ tiêu sáng nay trên kênh Fullu TV. Chúc quý vị và các bạn ngày mới vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.